Sau đây mình sẽ hướng dẫn những điều cần biết cho những anh chị em nào mới bắt đầu kinh doanh đi lấy sỉ quần áo ở chợ Tân Bình. Thì chợ Tân Bình bán 3 loại mặt hàng chính, thứ nhất là bán quần áo, thứ hai là bán vải và thứ ba là bán phụ liệu ngành may, và được chia làm 3 khu bán 3 loại khác nhau. Thì video đầu tiên này mình sẽ quay và hướng dẫn anh chị em khu mua sỉ quần áo thôi. Còn khu bán vải và khu bán phụ liệu ngành may thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn anh chị em sau. Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Ngành May Mặc và Quần Áo Thời Trang. Thì hôm nay mình sẽ làm một video review chợ Tân Bình, là một trong những chợ đầu mối chợ sỉ quần áo và phụ liệu ngành may cũng như là vải vóc lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại mình đang ngồi trước đường Lý Thường Kiệt cũng như là ngồi trước chợ Tân Bình. Thì mình là người làm trong ngành may mặc, và bà chủ của mình á, thì nhà của bà chủ của mình thì ở ngay chợ Tân Bình này luôn, nên ngày nào mình cũng tới lui cái chợ Tân Bình này hết. Thì hôm nay mình sẽ review và hướng dẫn cũng như là chia sẻ kinh nghiệm cho tất cả anh chị em để đi lấy chợ, lấy đồ sỉ ở chợ Tân Bình ha, cũng như là mua phụ liệu ngành may ha, và giải đáp những thắc mắc của anh chị em về chợ Tân Bình nè. Ví dụ như nhiều anh chị em hỏi là chợ lấy sỉ hay là bỏ sỉ ở chợ Tân Bình như thế nào, hay là chợ Tân Bình ở đâu, chợ Tân Bình bán những vật phẩm gì, chợ Tân Bình có bán lẻ hay không, hay là mua phụ liệu ngành may ở chợ Tân Bình chỗ nào. Thì bây giờ mình sẽ đi một vòng và để quay review cho anh chị em xem về chợ Tân Bình, và mình sẽ hướng dẫn cũng như là chia sẻ cái kinh nghiệm để đi chợ Tân Bình ở phần, và cũng giải đáp những thắc mắc của anh chị em về chợ Tân Bình ở cuối video ha. Thì đây là mặt trước của chợ Tân Bình nha anh chị em. Thì mặt trước của chợ Tân Bình là đường Lý Thường Kiệt. Thì đây là đường Lê Minh Xuân ha anh chị em. Đường Lê Minh Xuân được nối dài từ đầu chợ là đường Lý Thường Kiệt ha anh em, tới cuối chợ là đường Lạc Long Quân. Thì đường Lê Minh Xuân là cái đường mà buôn bán tấp nập và nhộn nhịp nhất ở chợ Tân Bình, và cũng là cái đường có giá thuê mặt bằng là cao nhất ở chợ Tân Bình ha. Thì đường Lê Minh Xuân là cái đường tấp nập nhất, thì cho nên là những sạp mà có uy tín nè, những sạp lớn nè, những sạp có thương hiệu thì nó đa số nó nằm ở đường Lê Minh Xuân này ha anh chị em. Thì chợ Tân Bình bán 3 loại mặt hàng chính, thứ nhất là bán quần áo, thứ hai là bán vải và thứ ba là bán phụ liệu ngành may, và được chia làm 3 khu bán 3 loại khác nhau. Thì video đầu tiên này mình sẽ quay và hướng dẫn anh chị em khu mua sỉ quần áo thôi, còn khu bán vải và khu bán phụ liệu ngành may thì mình sẽ làm một cái video hướng dẫn anh chị em sau. Thì những anh chị em nào đang quan tâm về ngành may mặc cũng như là quần áo thời trang thì có thể đăng ký kênh của mình, thì mình sẽ làm những cái video hướng dẫn cũng như là chia sẻ những kinh nghiệm về ngành may cũng như là quần áo thời trang để chia sẻ cho tất cả anh chị em. Thì chợ Tân Bình hoạt động từ 6 giờ sáng cho tới 6 giờ tối nha anh chị em. Thì đây là đường Tân Xuân ha. Thì đường Tân Xuân được nối dài từ đầu đường Lê Minh Xuân đến cuối đường là đường Lạc Long Quân. Thì nguồn hàng quần áo ở chợ Tân Bình rất đa dạng và phong phú về mẫu mã cũng như là chủng loại, và chất lượng sản phẩm cũng rất đa dạng, từ trung bình tới khá và tới tốt, từ quần áo trẻ em cho tới người lớn, người già, áo dài, áo vest, đồ cưới, đồ lót nam nữ, giày dép các loại, vân vân, rất nhiều thứ. Thì nguồn hàng quần áo ở chợ Tân Bình này 80% là nguồn hàng ở trong nước sản xuất nha anh chị em. Thì những xưởng may gia công họ may và họ đem ra chợ Tân Bình này bỏ sỉ cho những sạp và chủ sạp để bán. Thì chợ Tân Bình đa phần là bỏ sỉ quần áo, nhưng vẫn có một số sạp bỏ sỉ giày dép các loại luôn nha anh chị em. Mỗi sạp ở chợ Tân Bình thì họ chỉ chuyên 1 đến 2 chủng loại thôi,
Ví dụ như sạp bán đồ trẻ em thì họ sẽ chuyên bán đồ trẻ em thôi, và sạp bán đồ thời trang thì họ sẽ chuyên bán đồ thời trang thôi, và cũng như sạp chuyên bán đồ lót thì họ sẽ chuyên bán đồ lót thôi, và sạp chuyên bán đồ nam thì họ sẽ chuyên bán đồ nam, và sạp chuyên bán đồ nữ thì họ sẽ chuyên bán đồ nữ thôi, không có bán lung tung ha anh chị em. Địa chỉ chợ Tân Bình nằm ở 172 đường Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình nha anh chị em. Thì những anh chị em nào ở tỉnh xa muốn lên chợ Tân Bình lấy hàng về buôn bán mà chưa biết đường thì có thể comment ở dưới phần video, thì mình sẽ hướng dẫn anh chị em những cái đường đi. Sau đây mình sẽ hướng dẫn những điều cần biết cho những anh chị em nào mới bắt đầu kinh doanh đi lấy sỉ quần áo ở chợ Tân Bình. Điều thứ nhất, khi anh chị em lần đầu tiên đi chợ Tân Bình lấy sỉ quần áo thì nên chọn cho mình một bộ đồ thật là giản dị, bình thường thôi nha, không trang điểm lòe loẹt, để những chủ sạp nhận thấy mình là một dân buôn thứ thiệt nha anh chị em. Chứ đừng có cái kiểu mặc đầm, mặc váy rồi trang điểm lòe loẹt lộng lẫy làm gì, để bọn cướp giật mà nó dòm ngó nè, rồi những chủ sạp sẽ bán giá cắt cổ với bạn nè. Điều thứ hai, đây là chợ sỉ, hầu hết các sạp không bán lẻ nha anh chị em, và cũng có nhiều shop họ dễ thì họ sẽ bán lẻ cho anh chị em, nhưng họ sẽ nâng giá lên tầm từ 50 đến khoảng 100 ngàn trên một sản phẩm. Nếu anh chị em muốn mua lẻ thì nên chọn những thời điểm sạp đó vắng khách, và cũng đừng hỏi mua lẻ vào lúc sáng sớm nha anh chị em, vì sạp của họ nhiều khi chưa ai mở hàng mà anh chị em vào hỏi mua lẻ thì rất dễ bị ăn chửi. Và khi vào sạp, anh chị em nên hỏi thẳng vấn đề là sạp đó có bán lẻ hay không, chứ đừng có mà cái kiểu mà vô sạp người ta rồi lựa đồ, lựa lung tung rồi xong hỏi giá này kia, rồi xong hỏi có bán lẻ không, rất là dễ bị ăn chửi nha. Thì ở chợ Tân Bình có một khu chuyên bán lẻ, thì nó nằm ở trong lòng chợ và nằm ở phần đầu chợ nha anh chị em. Thì giá sản phẩm thì nó sẽ kê lên khoảng từ 50 đến 100 ngàn trên một sản phẩm lẻ nha anh chị em. Thì mình có một số bí quyết để mua lẻ nè, như mua quần áo nè, hay là mua 1-2 mét vải lẻ nè, hay là mua phụ liệu ngành may nè, thì đều mua lẻ được hết nếu anh chị em biết cách mua. Thì anh chị em nào mà thật sự muốn biết những cái bí quyết mua lẻ của mình thì có thể inbox Facebook cho mình thì mình sẽ hướng dẫn ha, chứ mình không thể chia sẻ những cái bí quyết đó trên video này được, vì nếu vô tình những chủ sạp họ xem được cái video của mình thì mình sẽ rất khó để mua lẻ ở sạp của họ, vì mình hay mua đồ ở chợ Tân Bình nên mình không muốn gặp khó khăn ha anh chị em. Thì anh chị em hiểu cho mình. Thì vào kênh của mình thì anh chị em ngay góc phải màn hình thì có chữ đăng ký kênh, nó sẽ có một cái đường link dẫn tới Facebook của mình, thì anh chị em nên inbox cho mình và mình sẽ trả lời nha. Thì điều thứ ba là cách thức lấy sỉ. Thì khi anh chị em vào sạp thì nên hỏi cách thức lấy sỉ của sạp đó như thế nào, ví dụ như hàng thời trang nè, hay là mặc đồ bộ mặc nhà, thì thường là anh chị em lấy mỗi mẫu 5 sản phẩm thì được tính giá sỉ nha. Còn đối với đồ trẻ em á, thì lấy theo số hoặc là theo ri. Đồ trẻ em thì thường có số từ 1 đến 10, thì anh chị em lấy từ số 1 đến số 4 là họ, hoặc là số 6 đến số 10 thì họ sẽ cho mình lấy sỉ nha. Thì mặt hàng nào cũng vậy, anh chị em nên khi vào sạp hỏi kỹ cách thức lấy sỉ của họ như thế nào, lấy bao nhiêu cái thì được tính giá sỉ. Thì nếu anh chị em lấy hàng quen ở đó rồi á,
thì sau này anh chị em đến lấy nữa thì có thể lấy ít hơn 1-2 cái, họ vẫn tính giá sỉ cho mình nha. Còn đối với những người mới thì phải tuân thủ theo cách lấy sỉ của họ. Điều thứ tư là cách thức đổi trả hàng hư, hàng lỗi. Khi anh chị em đổi trả hàng, nhớ phải lấy thêm hàng cho họ nha, thì họ mới cho bạn đổi trả, hoặc là họ sẽ tính thêm tiền đổi trả. Và anh chị em cũng đừng đổi trả hàng vào lúc sáng sớm nha, và đừng đổi trả hàng vào mùng 1 đầu tháng, thì nhiều sạp họ sẽ kiêng kỵ đổi trả hàng vào lúc sáng sớm cũng như là mùng 1 đầu tháng, thì sẽ làm cho cửa hàng của họ buôn bán không được tốt. Điều thứ năm, cách thức bỏ sỉ ở chợ Tân Bình. Thì nếu anh chị em có xưởng may, có nhiều mẫu mã đẹp thì có thể đem mẫu mã của mình ra chào với các chủ sạp, thì chủ sạp sẽ đưa cho bạn một cái giá về sản phẩm của bạn, hoặc bạn có thể tự đưa ra giá sản phẩm của mình và thương lượng giá sản phẩm. Nếu cả hai bên đồng ý giá sản phẩm, họ sẽ treo sản phẩm của bạn lên sạp và bán giá theo ý của họ, và bạn phải đáp ứng sản phẩm đó luôn có hàng cho họ bán. Điều thứ sáu, cách thức lấy hàng cho những anh chị em bán hàng online cũng như là những anh chị em ở xa, ở những tỉnh xa. Thì theo như mình được biết thì ở chợ Tân Bình này gửi hàng từ Nam ra Bắc, chỗ nào tỉnh nào cũng có. Thì khi anh chị em ở xa mà muốn lấy hàng về bán thì nên đi chợ một lần, chọn mẫu mã cũng như là chất lượng sản phẩm, và chọn cho mình một vài sạp ưng ý để lấy hàng. Thì bạn sẽ xin số Zalo hoặc Facebook của họ. Thì thường những sạp lớn ở đây đều có trang Zalo hoặc Facebook bán hàng và đăng mẫu cho những khách ở xa xem và lấy hàng. Nếu bạn muốn lấy hàng mà không cần đến chợ thì bạn nên chọn mẫu, chọn số lượng và bạn muốn mua thì bạn thì chủ sạp sẽ ghi toa tính tiền cho bạn, và bạn sẽ phải chuyển khoản tiền cho họ trước. Thì khi bạn chuyển tiền cho họ thì họ sẽ đóng hàng và gửi về tận nhà cho bạn. Thì các sạp ở đây đa phần là làm ăn rất là uy tín nha anh chị em, nên anh chị em đừng có lo. Thì đây là sạp của sếp mình, nằm ở 72 Lê Minh Xuân, chợ Tân Bình, chuyên bán đồ bộ mặt nhà, đồ bộ thể thao. Thì nếu anh chị em có nhu cầu mua đồ sỉ, đồ bộ về kinh doanh thì có thể đến địa chỉ 72 Lê Minh Xuân, chợ Tân Bình. Cách thức lấy sỉ ở shop là mỗi mẫu anh chị em lấy 5 bộ là được tính giá sỉ ha. Hoặc anh chị em có thể kết bạn Zalo số điện thoại 0972 093 263 để xem mẫu mã trực tiếp trên Zalo. Và nếu anh chị em ở xa muốn mua hàng thì chỉ cần chuyển khoản thì shop sẽ đóng hàng và chuyển về tận nhà cho anh chị em. Thì mình xin kết thúc video review chợ Tân Bình ở đây. Thì anh chị em nào còn thắc mắc gì về cách thức lấy sỉ hay là bỏ sỉ ở chợ Tân Bình thì có thể comment ở dưới video, mình sẽ trả lời cho tất cả anh chị em. Thì video tiếp theo mình sẽ review và hướng dẫn anh chị em về cái khu bán phụ liệu và vải ở chợ Tân Bình. Nếu anh chị em thấy video hữu ích thì cho mình xin một like, một share, và cũng đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của mình nha. Chúc anh chị em thành công.